Các con biết rằng là chúng ta rất là tự hào vì chúng ta đã được đón nhận bức chân dung của Bác Hồ và lời đề tặng của Người. Ở trong cái bức chân dung đó chính là Bác mong các cô giáo, thầy giáo dạy thật tốt, các cháu học thật tốt vào đúng cái dịp sinh nhật ngày 19 tháng 5 năm 1969. Và ở đây chính là cái bức điện của Người đã gửi đến cho trường cấp 2 Nam Liên, là tiền thân của trường trung học cơ sở Kim Liên chúng ta ngày hôm nay. Đây là một buổi sinh hoạt truyền thống tại một lớp học ở trường trung học cơ sở Kim Liên. Bức ảnh chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh được treo ở vị trí trang trọng nhất tại phòng truyền thống của nhà trường. Đây là món quà mà Bác đã dành cho trường trung học cơ sở Nam Liên, tiền thân của trường trung học cơ sở Kim Liên ngày nay, cách đây tròn 55 năm. Kèm tấm ảnh là bức điện với nội dung: Tập thể cô giáo, thầy giáo và học trò trường cấp 2, xã Nam Liên, huyện Nam Đàn đã phấn đấu không ngừng, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Tập thể giáo viên Nam Liên, 4 năm liền được công nhận là tổ lao động xã hội chủ nghĩa. Trường Nam Liên có nhiều học trò giỏi được Bác Hồ khen. Tròn một năm sau khi món quà quý giá ấy của Người được trở về với nhà trường sau nhiều năm thất lạc. Kỳ vật này luôn được nhà trường lưu giữ cẩn thận bằng niềm tự hào và trách nhiệm của những thầy và trò trên quê hương của Bác. Em cảm thấy rất đỗi vinh dự và tự hào. Bức thư được viết vào ngày 19 tháng 5 năm 1969. Hiện tại cả nước đang hướng mình về ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều đó cũng nhắc nhở chúng em rằng chúng em luôn phải cố gắng học tập để xứng đáng với những mong mỏi của Người và viết tiếp những truyền thống vẻ vang của trường trung học cơ sở Kim Liên. Trong năm học thì chúng tôi thường là tổ chức những cái buổi giáo dục truyền thống để cho các em hiểu được cái ý nghĩa của cái bức chân dung mà Người gửi tặng, đồng thời cũng hiểu rõ cái mong muốn, cái lời đề tặng ở trong cái bức chân dung đó. Đó chính là mong muốn thầy cô giáo cũng giống như các em học sinh nỗ lực không ngừng. Cháu được sinh ra trên quê hương xứ nghề. Cháu được nghe... Tháng năm về, khi những đầm sen rực nở, tỏa ngát hương thơm, cũng là lúc những học trò trên quê hương của Bác cất tiếng hát về Người. Không chỉ tập luyện để chuẩn bị cho các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội làng sen, những lời ca, tiếng hát của các em còn là cách thể hiện tình yêu với vị cha già của dân tộc. Cũng là tiếng hát đầy tự hào của những học sinh được sinh ra và lớn lên trên quê hương của Người. Vào những ngày tháng năm lịch sử này, khi cả nước đang hướng về quê Bác, thì chúng em, những học sinh trường trung học cơ sở Kim Liên đang miệt mài tập luyện để gọi một phần nhỏ về dòng ca tiếng hát của mình về lễ hội làng sen. Em mong rằng có những tiết mục đó sẽ góp phần làm sôi nổi thêm các hoạt động kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hướng về ngày sinh của Bác Hồ kính yêu, thì chúng tôi đã tổ chức được rất là nhiều các cái hoạt động để kỷ niệm ngày sinh của Bác, tổ chức các cái cuộc thi kể chuyện về Bác, rồi các cái cuộc thi hát về thiếu nhi về Bác Hồ. Ngoài ra thì thầy và trò trường trung học cơ sở Kim Liên cũng rất là vinh dự vì được tham gia vào lễ hội làng sen. Lời dặn dò của Bác tuy giản dị nhưng là tấm lòng đau đáu của Người dành cho quê hương, dành cho những thế hệ sẽ tiếp bước viết nên lịch sử hào hùng của dân tộc. Chính bởi vậy, những học trò trên quê hương của Bác sẽ luôn lấy đó làm động lực, phấn đấu học tập thật tốt theo di nguyện của Người trước lúc đi xa.